Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng, cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Kính thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 2 hôm qua, Trung Quốc tiếp tục hứng chịu nhiều trận thiên tai, dị tượng vùi dập, giáng xuống đất nước này và nạn nhân trong thời gian gần đây thường là các quan chức, binh sĩ của Trung Quốc như cách mà dư luận cho rằng ông trời đã chọn đúng người, đúng tội để trừng phạt. Hai ngày qua, nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh và Vân Nam, liên tiếp xuất hiện các dị tượng như siêu thiên thạch rơi tại Bắc Kinh, gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong khi đó, ở tỉnh Vân Nam, trước khi trận động đất kinh hoàng mạnh hơn 7,1 độ Richter xảy ra, khiến cho hàng ngàn binh sĩ, sĩ quan Trung Quốc thiệt mạng. Trên không trung, thuộc khu vực này cũng đã xuất hiện dị tượng, bầu trời bị bao trùm một màu đỏ bất thường. Hàng chục ngàn con quạ đen và chim bay lượn rợp trời kêu lên hàng loạt âm thanh to lớn náo động mang thông điệp của thần chết, làm dựng tóc gáy cho rất nhiều người, như là biểu tượng và điềm xui xẻo mà hai loài chim này mang lại. Kính thưa quý vị, đất nước Trung Quốc với biệt danh là đất nước nổi tiếng với hơn 5.000 năm lịch sử và tứ đại phát minh mang tầm ảnh hưởng thế giới. Thế mà giờ đây nó đã được coi như là hủy hoại hoàn toàn sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nắm quyền lãnh đạo nước này. Đạo gia Trung Quốc thường nói, nhất nhân tạo nghiệp lụy gia nhân, quân vương vô đạo họa thân sinh. Một người bình thường làm điều xấu sẽ liên lụy đến cả gia đình. Nhân thân là bậc đế vương mặc cho người đứng đầu đất nước cai trị ở địa vị cao, nhiễm nhiên, nghịch thiên, phản đạo, cuồng vọng, bạo đồ ắt sẽ khiến quốc gia gặp đại họa, dân chúng khốn khổ, sinh linh lầm than. Chứng kiến những gì đã và đang xảy ra tại Trung Quốc dưới sự lãnh đạo độc đoán, tàn bạo của Tập Cận Bình, chưa bao giờ điều này là ứng nghiệm một cách chính xác đến thế. Những bậc quân minh thời xưa đều rất chú trọng tu dưỡng bản thân, luôn biết kính sợ, khiêm nhường, hành xử chuẩn theo đạo trời. Họ đều nhận thức được rằng mệnh của chính mình cũng đại biểu với ông trời tại nhân gian. Nếu như không thể hành xử thuận theo ý trời thì thiên tai dị tượng ắt sẽ xuất hiện và hủy diệt để cảnh báo con người. Lúc này đế vương nên biết chay giới thanh tịnh để bái thần linh thiên địa, hơn nữa cần sự trách phạt cảnh tỉnh bản thân. Thuận thiên trời mà ra lệnh, xem các họa mà tự cân nhắc. Nhìn lại bối cảnh hiện tại trên thế giới, nhất là vùng đất ở Trung Quốc đại lục, đạo đức đang tụt dốc, xã hội suy đồi, con người chỉ lao vào kiếm tiền bằng mọi giá, tôn thờ chủ nghĩa vật chất bất chấp thủ đoạn, coi thường và phỉ báng thần Phật. Điều mà những kẻ bại hoại tội lỗi thường viện dẫn để an ủi, bảo vệ cho hành động bất chính của mình là không thấy, không tin trên đời, không có thần Phật nào, chết là hết, là trở thành cát bụi. Vì thế, Trung Quốc, nơi mà xưa nay vẫn được con cháu hoa họa tự hào là thằng châu đại địa, hiện đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ thiên nhiên. Khi thiên tai nhân họa xảy ra triền miên, hồng thủy, hạn hán, lũ lụt, băng tuyết, động đất, ôn dịch, mưa đá, nhân tai, tấn công và hoành hành ngày càng dữ dội, đó phải chăng là lời cảnh tỉnh của Thượng Thiên, ông trời luôn từ bi và sẽ cho con người cơ hội. Dù quan chức hay người dân phổ thông, mỗi người đều cần tu dưỡng đạo đức bởi đó mới là sợi dây chắc chắn gắn kết con người với Thượng Thiên bình an vượt qua đại nạn. Nhưng điều này sẽ trở thành vô nghĩa đối với những kẻ không biết trời cao, đất rộng là gì như Tập Cận Bình và nhà cầm quyền cộng sản của nước này. Kính thưa quý vị, trước một ngày khi trận động đất mang tính hủy diệt nhắm vào quân đội Trung Quốc xảy ra, hàng chục ngàn con quạ và chim lợn không biết từ đâu bay tràn ngập trên bầu trời Vân Nam. Bóng tối bao trùm kèm theo những tiếng kêu rợn người, mang âm thanh và sứ giả của thần chết, làm cho nhiều người rất hoang mang, lo sợ. Họ đã nghĩ đến một biến cố về tai nạn nào đó khủng khiếp sắp xảy ra trước dị tượng bất thường trên và sự lo lắng của họ đã trở thành sự thật. Vào khoảng 9 giờ tối ngày hôm qua, một trận động đất được cho là mạnh hơn 7 độ Richter với tâm chấn ở độ sâu 10 km trong lòng đất đã xảy ra gần khu vực huyện Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, nhấn chìm mọi thứ tại một căn cứ quân sự quy mô của quân đoàn 5 của Trung Quốc xuống lòng đất, biến một lữ đoàn tên lửa tương đương gần 1.000 binh sĩ và sĩ quan của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chìm trong lòng đất, mặc cuộc tập kết với một lực lượng lớn quân đội tại một tỉnh có đường biên với nhiều tỉnh thành Tây Bắc của Việt Nam, được cho là đang chuẩn bị âm mưu dạy cho Việt Nam bài học lần hai mà các tướng lĩnh diều hâu hàng đầu của Trung Quốc đang thúc đẩy và ủng hộ.
dư chấn của trận động đất cũng đã phá hủy nhiều tòa nhà hành chính của chính quyền và nhiều nhà dân ở huyện Bảo Sơn, khiến cho hàng ngàn người khác thiệt mạng. Nhiều tòa nhà ở huyện Ngọc Khiêm xung quanh thủ phủ Côn Minh, các tỉnh Tây Bắc của Việt Nam là Sơn La, Lai Châu cũng cảm nhận sự rung lắc mạnh. Ngoài ra, hai cây cầu hiện đại nằm trên tuyến đường cao tốc cũng bị sập hoàn toàn cả hai chiều do tác động mạnh từ trận động đất này. Kính thưa quý vị khán giả, trước đó vào trung tuần tháng này, một tai nạn xảy ra trên đoàn tàu cao tốc đông đúc trong thời tiết mưa bão, khiến cho khoảng 350 người thiệt mạng. Cây cầu ở Thanh Hải, Trung Quốc đã bị sập cả hai chiều do tác động mạnh từ trận động đất kèm theo mưa mới đây. Cụ thể, vào ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Man Roy, thuộc một khu tự trị của tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, khiến cho hai cây cầu cao tốc hiện đại nằm trên tuyến đường cao tốc bị sập. Hai cây cầu bị sập cách nhau 3 km gồm cầu Yametan với tổng chiều dài 507m và cầu Yemetan số 2 với tổng chiều dài là 907m. Do cầu Yametan cách tâm chấn động đất chỉ có 7 km nên thiệt hại rất nghiêm trọng. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, cầu Yametan bị sập cả hai chiều, từng đoạn mặt cầu sập gãy như loạt domino bị đổ và các trụ cầu cũng bị hư hỏng với nhiều mức độ khác nhau. Hàng trăm xe cộ hư hại và tổng số người thiệt mạng là hơn 350 người. Lý giải về điều này, ông Trần Kim Lũ, kỹ sư cao cấp của công ty tư vấn hữu hạn Thanh tra Giao thông Thanh Hải cho hay, do cường độ trận động đất xảy ra tương đối lớn 7,4 độ Richter, sóng địa chấn của trận động đất có lực hướng về phía đông và một lực hướng từ nam sang bắc, chính là hướng nam bắc này đã gây ra hiện tượng sập cầu về một hướng, và một vấn đề mặt đường bị phồng cũng là do tác động theo hướng nam bắc này. Theo kỹ sư này, do mặt cầu cách mặt đất không cao nên gầm cầu ít bị hư hỏng, không bị nứt khi rơi xuống, liên kết toàn thể thân cầu đã bị ảnh hưởng nặng. Trong bước tiếp theo, các kỹ sư sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện kết cấu phụ gầm cầu và quyết định phương án tái thiết lại. Cầu Yametan thuộc tuyến cao tốc A10 và thành phố cảng miền Bắc Trung Quốc cũng bị sập vào khoảng 16 giờ 30 phút vào ngày hôm qua. Thật không may, lúc đó có khoảng hơn 350 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. Theo AP dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trung Quốc đã cho biết, các phương tiện mắc kẹt trong đống đổ nát và các tòa nhà gần hiện trường đều bị hư hại. Đoạn bị sập dài khoảng 2 km trên cây cầu rơi xuống dòng sông, đường dây và các tòa nhà ở phía dưới. Sự cố xảy ra khi trời đang mưa xối xả do ảnh hưởng của bão. Cầu Yametan được xây dựng từ những năm 1980 và trùng tu phần năm 2006, thuộc tuyến cao tốc nối với Hồng Kông và các khu nghỉ mát. Lượng xe lưu thông trên tuyến đường tại thời điểm này khá đông do người dân đang trong cuộc di dân trong trận mưa lũ. Một nhân chứng cho biết anh nhìn thấy hàng trăm phương tiện trên cầu khi tai nạn xảy ra. Anh mô tả đây là một cảnh tượng như ngày tận thế. Bộ trưởng Giao thông Trung Quốc viết trên Weibo rằng ông đang theo dõi sự việc với nỗi sợ to lớn và dường như đây là một thảm kịch kinh khủng. Vào rạng sáng ngày hôm nay, lũ lụt lở đất trên diện rộng ở mức độ 4 cũng đã xảy ra ở Hồ Bắc và Hồ Nam Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, sau những lời tuyên bố vô lý ngông cuồng của chính quyền Bắc Kinh tại khu vực Biển Đông, thì không lâu sau đó, chính phủ Hoa Kỳ lập tức phản đối việc Trung Quốc đưa ra quy định tất cả các tàu nước ngoài vào Biển Đông phải khai báo với cơ quan hàng hải nước này. Phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gọi đây là lời đe dọa hết sức nghiêm trọng và vô căn cứ đối với tự do hàng hải và thương mại trên thế giới. Với động thái hết sức ngang ngược, vừa qua, Buộc Lầu Năm Góc lập tức ra lệnh cho tàu sân bay US Nimitz và tàu khu trục US Martin có mặt tại Biển Đông để kiểm tra giám sát của tập trận trên biển và bác bỏ các quy định mới của Bắc Kinh, trong khi nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cũng đang có mặt tại vùng biển này. Trong cuộc tập trận kéo dài 14 ngày để phô trương với các nước trong khu vực cũng như thị uy với quốc tế, hôm qua, một cuộc đụng độ máu lửa đã xảy ra như là để khẳng định ai mới là anh cả của thế giới. Trung Quốc, dù vài thập niên trở lại đây đã phát triển mạnh mẽ, vươn lên đứng thứ hai thế giới, nhưng xét về thực lực trong quân sự lúc này, Trung Quốc rõ ràng chưa thể so sánh với Hoa Kỳ, nhất là hạm đội Mỹ đã có bề dày gần trăm năm phát triển. Chính vì thế, lực lượng hải quân Trung Quốc phải nhận một cái kết đáng lòng trước cuộc đối đầu chớp nhoáng tại khu vực tranh chấp với 8 tàu khu trục, nên tàu Trung Quốc đã bị hư hỏng nặng và trong đó có 3 chiếc bị chìm xuống biển cùng với 6 tàu hải cảnh bị tên lửa Tomahawk đánh chìm. May mắn cho hải quân Trung Quốc là tàu sân bay Liêu Ninh cách vị trí với lực lượng hải quân Hoa Kỳ khá xa nên kịp thời chạy trốn để nấp sân sau.
qua cuộc đụng độ như thế thì mới thấy Hải quân Trung Quốc vẫn là một con hổ giấy, chỉ giỏi bắt nạt các nước nhỏ và yếu hơn mình. Nhưng khi đối đầu với các siêu cường về quân sự thì chưa thể so sánh với Hoa Kỳ hay Nga, thậm chí là Nhật Bản cũng chưa chắc là Trung Quốc đã hơn. Nếu so về chất lượng như chúng ta ai cũng biết cái gì mà mang mark made in China thì thế giới đều quá rõ ràng chất lượng như thế nào, đó chỉ là hàng nhái, hàng chuyên đi sao chép mà thôi. Ngay sau đó, truyền thông nhà nước CCTV và các học giả Trung Quốc lập tức chỉ trích tàu chiến Hoa Kỳ đã cố tình gây hấn và tấn công hải quân Trung Quốc trên Biển Đông một cách trắng trợn, nhưng bên phía Hoa Kỳ chưa đưa ra bất kỳ một lời bình luận nào trước việc hải quân của hai nước vừa có cuộc đụng độ trên Biển Đông. Vâng, thưa quý vị, trong một động thái mới đây, việc Trung Quốc đưa ra yêu cầu tất cả các tàu nước ngoài phải khai báo với cơ quan hàng hải Trung Quốc khi đi qua Biển Đông khiến nhiều nước trên thế giới bức xúc trước những quy định phi lý như vậy. Chính quyền Nhà Trắng gọi đây là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do hàng hải và thương mại trong khu vực cũng như trên toàn thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của bài biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.